điểm cân có soạn hàng các bạn. Khá cao. Đóng này. Cái này từ hôm qua rồi. Cái này từ hôm qua rồi. Sáng cân sớm mà đừng nhiều này. À đây. À có thiếu hàng. Đó, điểm cân thuận hàng nha các bác nha. Ngã bao phô lim này. Này cân khá cao này, 28 cao nhất. Đến 30. điểm cân thuận hàng ở phô lim các bác nhá. Hôm nay cân cao nhất là 28 các bác. Chào các bác nha. Chào tất cả anh em trên mạng nhá. Chào. Hàng khá đẹp luôn các bác. Hàng 28 ca này, khá đẹp quá. 28 này. Con thuận hàng phô lim các bác nha, cân khá cao. 28 ca nhá. Cái này là hôm qua cân nhưng mà thiếu hàng này. Nó đã đóng rồi nên thiếu hàng là cân thêm. Rồi ok các bác nhé. Em kênh thương hiệu Lục Ngạn TV xin chào tới tất cả chị bà con cô bác. Và hôm nay em lại đi tiếp tục báo giá cho các bác cụ thể cái vải u hồng sớm ở huyện Lục Ngạn nhé. Và em đi từ hướng từ xã biển xuống xã Giáp Sơn này thì cũng như là cũng khá nhiều điểm cân bắt đầu từ Đồng Cốc trở xuống đây hôm nay vào các khoảng chục điểm. Nhưng mà rất ít hàng các bạn. Hôm nay các bác nào mà có vải đem đi bán thì được cái giá cao nhé. Và em so sánh cái điểm cân tăng bo của Quân Mai đang cân ở ngã ba Đồng Cốc thì đang cân cao nhất là 26 các bạn. Và so sánh với điểm cân của phần chính ở phố Lim này. Phố Lim này thì cân cao nhất là 28 các bạn. Đây gần điểm máy xanh các bác lưu ý nhé. Hướng từ trên biển xuống là bên tay phải nhé. Gần điểm máy xanh của phố Lim nhé. Cân cao nhất là 28. Thì chắc chắn có nhiều điểm cân thì chắc chắn sẽ giá cả sẽ có độ chênh lệch là chắc chắn các bạn. Em sẽ cố gắng đi làm vài điểm cân nữa để cho các bác nắm được nhé. Em hỏi tí đó xem chú bán cái thổi là bao nhiêu tiền. Bán giá bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Chưa chọc nhau, chị ấy gọi điện trả ra. Chưa chọc chị ấy đã bao nhiêu để biết để chỗ. Đặt vào cân nhưng mà chưa biết giá các bạn. Đặt vào cân để chưa biết giá này các bạn. Đang giá 26 các bạn. Giá 26 này. Hôm nay mà hôm qua thì số điểm cân con mang cân chỉ hai tầm 23 đâu. Rồi các bạn, điểm cân thuận hàng ở phô lim nhé. Tôi mua vải tươi thì cái giá cao nhất là có u hồng đẹp nhất là 28 các bác này. Phô lim nhé. Rồi, dạ vâng, em sẽ cho các bác xem cái thời điểm em quay video. Đó là hiện tại là đang là 7:24 thứ bảy ngày 28/5/2022 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ bảy ngày 28/4/2022 của âm lịch các bạn. Thì điểm quân của thuận hàng này ở phố Lim này rất cân rất là cao các bạn. Các bác cứ đem vải đến còn chưa cần trả giá mà cân xong bắt đầu mới trả giá cơ. Rất là chúc mừng các bác nhá. Thiếu hàng vải đắt chạy tranh nhau một thầu vải các bạn. Đấy giờ. Bao nhiêu? Hả? Bán bao nhiêu? 30. Ui nhiều vé đấy. Tôi cứ đút vào đi. Thôi, nên lên vào đi không lấy lại. Ôi, 30 cả. Ôi, 30 nhá các bác nhá. Đó, biết rồi nhá, đeo đi em. Phiếu cân gì đây? 30 các bạn. Ôi trời ơi, tranh nhau rồi. Vải tranh nhau.
30 cầm đây. Vô cầm à. Cái này của bác khá đẹp không ạ? 30k một cân vải u hồng nha. Loại 1 nha. Đó. 30 cắp một cân đồng tăng bò rồi đây. Vẫn là ngã ba phố Linh cho hàng thịt các bác nhé. 30k một cân. Cho nhau các bạn, có vải thổ vải ra cho nhau này, vải các bác có vải đi bán quá là vui mừng, quá thích rồi. Chúc mừng các bác nhá. Tiền khá cao, cao nhất là 30, thấp nhất là 15 các bác. Phố Lim các bác nhá. Này thiếu hàng rồi, cho nhau vải rồi các bạn. Rồi các bác ạ, hôm nay vải khá đắt các bác nhá. Hôm nay vải khá đắt đang cân cao nhất là điểm 30.000 một kg các bác. 30.000 một kg tại phố Lim các bác nhá. Rồi em sẽ đi tìm, cố gắng đi tìm cho các bác một hai điểm nữa để so sánh cho các bác biết những nhiều điểm cân nhá. Hiện tại ở đầu phố Lim ở trên kia cũng có một điểm cân kìa. Tí nữa em sẽ quay các bác cho các bác xem nhá. Ê, ê, các bác chơi điện tử à? Ôi giời, xem người đẹp này á, vẫn người đẹp chứ đuối à? Thôi các bác ơi, em đang xuống điểm cân của Quân Mai ở cổng Gấp Sơn đây nhá. Hôm nay cũng cân được ít hàng lắm. Đây là cân ở điểm dưới là cân cao nhất là 27 các bác. Cân đẹp nhất là 27. Bên này đẹp hơn này. Ôi nhỉ. Cái này chắc là 27k rồi các bác. Cái này là 27 ở trên kia cái là ấy cân 30 cơ. Thì Poly mới cân 30. 26 rồi. Ui giời, thế mua được rẻ thế. Thằng kia nó mua các đây như này ô 30 này. Cái này đẹp nhá. Cái này mà đã khoảng độ tầm 4-5 ngàn nữa anh bán rồi chưa? Cái này 26 dưới điểm cân này, thằng đẹp nhất cân 26 đấy. Cũng tùy theo khách bán thôi, chả là cứ bạn. Nhiều người hôm nay chắc không biết giá đâu. Rồi các bác nhá, điểm cân của Quân Mai này, cân cổng Giáp Sơn này thì là cao nhất là 27 các bạn. Cao nhất là 27, lúc em vừa quay sổ cho các bác xem rồi đấy. Rồi các bác nhá, đây là điểm cân của Quân Mai đây. 20k các bạn. Thấp nhất là bao nhiêu? Dạ vâng các bác, điểm cân của Quân Mai ở cổng Giáp Sơn là thấp nhất là 28k, 20k một cân các bác nhá. Và thấp nhất nữa, hàng xấu nhất là 18, tính từ 18 cho đến 26 các bác nhá. Hôm nay thiếu hàng lắm. Điểm cân của Quân Mai này đang tăng bò trên ngã ba Tân Hoa một điểm nữa. Trên đấy cân cũng cao nhất là 27 các bác. Ở dưới nhà đang cân nhất là 27, cao nhất là 27 thôi. Có mấy điểm cân của tăng bò không biết của ai, nhưng mà cân xe cóc đó là cân cao nhất là 30 các bác. Ở phố Lim. Để so sánh cho các bác, có các bác biết vì vải bây giờ thì đang cái thời điểm này là các bác cũng như em thôi. Đấy thì cái theo cái khả năng tính toán của em thì cũng như mọi năm vậy, thì cái hàng 30 mùng 1 các bạn thì lúc nào vải cũng dễ bán hơn, và bán vào 14 giảm các bác sẽ bán vào cái khoảng ngày mùng 11 12 đổ đi thì các bác bán xe nó sẽ đắt hơn. Và vải của 30 mùng 1 này các bác sẽ bán vào tầm 26 27 đổ đi thì sẽ bán được cái giá nó sẽ cao hơn các bác nhá. Đấy, chia sẻ những kinh nghiệm và để như vậy để cho các bác biết cái thời điểm đi bán sao cho nó vừa hợp lý và vừa được cái giá cao các bác nhé. Rồi các bác nhé, em sẽ mời các bác đi thêm một vài điểm nữa nhé. Sống phóng viên. Điểm cân của Quân Mai này toàn gái xinh được các bạn. Nhìn đằng sau lưng kia xinh không? Rồi, mời các bác đi tiếp theo điểm tiếp theo để xem giá cả và có độ chênh lệch gì nhau nhiều không nhé các bác. Mời các bác theo dõi video tiếp theo nhé. Tôi đi hàng
siêu thị nó khác. Không tươi. Bạn kia cân nhưng mà kiểu cứ vồ thôi, nhưng chính xác bắt xem vẫn kém. Nhà bà đồng cốc đây các bác ơi, thiếu hàng trầm trọng rồi. Nhà ai có vải chín thì bẻ cả gốc đi cho nó nhanh, dẫu cả gốc lên. 3 điểm cân nhá, ở ngã ba đồng cốc các bạn. Với nhà thì cân được, chúng này sẽ được tấn bao nhiêu nhỉ? Tấn này. Có một điểm cân ở, lúc ấy cân giá 30 ở phố Lim ý là cân cho hàng Mao Trạch Đông các bác nhá. Cân hàng Trung Quốc. Đấy, lúc các em hỏi thông tin là anh ấy bảo là cân cho hàng Trung Quốc các bạn. Ngã ba Tân Hòa, ngã ba Đồng Cốc các bạn, thiếu hàng á. Ôi giời ơi, có một hồ vải tất nhau các bạn. Tôi sao xem. Đã đúng luôn đấy. Bao nhiêu? 25. Hả? Đúng rồi, có anh xin ít. Hả? Alo. 25. Ồ. Thế tưởng đây. Tao thấy thôi từ dưới kia về đây. Đẹp rồi, đẹp đấy. Phá đẹp các bạn. 25 là căng rồi. Căng lắm rồi. 25 gà. Gà hết giá luôn mà. Gà đông hết. Thôi rồi. 25k các bạn. Vẫn thuộc của ông chủ Quân Ma rồi các bạn. Cái má khá đẹp đấy. Cho số 3 đầu vào, số 6 viết số nào số. Chào bác Quân. Chào ra. Bán được nhiều nhỉ? Năm bán được mấy tạ. Cái đó. Chưa chín mấy nhỉ? Cái này nó đúng là phải quả khá được. Cả khoát được đấy. Cái này u hồng. Cái này bây giờ nó đều. Cái này u hồng. U hồng à? Cái này nếu nó phun mã rồi cho nó là. Cái này nó chẳng trúng vô giữa thôi. Nhưng mà phải phun mã, mình phun vào nó mới thấm. U hồng 27 à? 22 là hàng kia. Bán được. 27k các bạn. To như trứng dãy châu. Thế 27 thôi. Trường thương này. 72 à 27. 72 các bạn. 27. Rồi được rồi. Em cũng trứng này thôi. Trứng cũng cân được chứ sao chứ thôi. 27k các bạn. Khá đẹp. Rất ok nhá, ngã ba Tân Hòa. À ngã ba Đồng Cốc các bạn. Ngã ba Đồng Cốc 3 điểm cân vì ít hàng lắm các bạn. Cân không đủ hàng cho nhau cân. Đấy, hôm qua mà như này chỉ cân khoảng 23, 24 được. Đấy. Này các bác có vải bán sướng nhá. Ngày 8, 27, 28. Thiếu hàng trầm trọng rồi các bạn. Mới được 2 sọt. Mới được 2 sọt. Sọt này sọt thứ 3. Hết giả rồi. Các bác và rổ cả gốc lên bán cho nó nhanh thôi. Tranh nhau rồi 27 xong 28 và đẩy 29 luôn. Bao nhiêu đấy? 29 à? Ui ô. Đẩy ra. 29 các bạn. Quả khá to à. Đấy các bạn. Rất ok nhá. Cho các bác xem thầu 29 này. 29k các bạn. Em mấy tạ đây? 9 mấy? 93 này một viên này. Ui ô, khá đẹp các bạn. Giá 29 nha. 156 một tạ từ 5 cân. Cái gì một tạ từ 5 cân không trừ nhiều thế đâu. Tạ từ 5 cân ai vậy? Không, không trừ nhiều thế đâu. Em đồng phụ. Đánh được tiền là trừ nhiều thế. Không trừ nhiều đâu. Một tạ trừ 4 cân là ấy rồi. Khá to. Có cái gì đấy? Đấy đâu mà. Hai chín các bạn, khá đẹp. Dạ vâng các bác ạ, thời gian báo giá các bác cụ thể rất như vậy là rất ok rồi. Thì cũng như là giá cao nhất của ngày hôm nay là kết luận lại là vải u hồng là cao nhất, hàng loại 1 đẹp nhất của vải u hồng của huyện Lục Ngạn là đang giá chuẩn nhất là 30k 1 kg các bác nhá.
Còn hàng xấu nhất thì là 18 các bác ạ. Hàng xấu nhất là 18, là em tính từ trung bình từ 18 cho đến 30 các bác nhá. Còn hàng mà hàng 24, 25 là đều nhiều các bạn. Coi như là cái giá cả của ngày hôm nay thì đã nhích lên, vì trong cuối tháng này thì cũng như là chia sẻ cho các bác thêm là đã có một điểm cân là cân giá 30 ở phố Lim, đó là cân cho Trung Quốc các bác nhá. Đã có điểm cân Trung Quốc tăng bo. Đấy các bạn. Thế cho nên là các bác lưu ý là thời điểm bán vải sớm và tất cả các bác vải muộn thì chắc chắn sẽ có Trung Quốc sang cân, thì em sẽ đưa thêm những thông tin cụ thể tiếp theo cho các bác để cho các bác nắm được. Bác sẽ chăm sóc quả vải cho mình làm sao để cái mẫu mã nó đẹp. Và thứ nhất là các bác lưu ý nhất là cái sâu cuống nhá. Sâu cuống là người ta không mua đâu. Đấy các bác lưu ý là cái u hồng này, một số các bác năm nay không phun sâu cuống là u hồng người ta hôm nay cái vải khá đắt, nhưng mà có hai thầu là không phun sâu cuống, bị sâu cuống nhiều là người ta không mua. Đấy các bác lưu ý là cái đợt sâu cuống nhá. Rồi các bác xem video thực sự thấy hay và hữu ích cho em xin một like, đăng ký chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhé. Và các bác nào cần thuốc sâu hay là phun mã đẹp thì các bác hãy liên hệ cho số mình video em nhá. Và nó thò này xem ở bao nhiêu đây. Các bác xem nó thò này nhá. Cái dưới nhau hả? Nhà ông chủ cho bao nhiêu? Ok. 27. 27 à? 72 nhá các bác ơi. 72 1 kg. Rồi xin chào tạm biệt các bác nha. Chúc các bác sẽ luôn luôn bán được cái giá cao và mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc nha. Các bác xem video thấy hay hữu ích cho xin like, đăng ký chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhé.